Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog Bụi Máy Bay. Và lần này trong phần câu chuyện hàng không, chúng ta sẽ bàn tới một chủ đề rất là thú vị, đó là 10 điều để cho chúng ta có được một chuyến bay thoải mái. Để cho mình có được một chuyến bay thoải mái thì có rất là nhiều cách. Và cách đầu tiên đó là hãy sắp xếp thời gian để ra sân bay sớm. Có tùy theo quy định của mỗi hãng, nhưng mà với kinh nghiệm riêng của Long thì Long thường ra sân bay sớm, trước giờ bay khoảng 2 tiếng là Long có mặt ở sân bay. Không phải là vì sợ xếp hàng lâu hay vì gì, nhưng mà phải chịu hao thời gian đúng không? Dạ, phải chịu hao thời gian rồi. Kể cái chuyện xếp hàng, làm thủ tục xuất cảnh hay là kiểm tra an ninh thì rất là lâu. Dạ. Và nói chung thì cái tâm lý chúng ta, nếu mà trước chuyến bay mà chúng ta thoải mái thì cả chuyến bay cũng sẽ thoải mái. Dạ. Nếu mà hãng có dịch vụ thì các bạn nên check in online trước. Bởi vì là những cái quầy check in online ở ngoài sân bay thường nó vắng hơn. Và các bạn cũng chủ động chọn được chỗ ngồi, chọn được các dịch vụ khác nó nhanh chóng hơn. Dạ, đặc biệt là một số hãng được bạn sẽ được phép in trước cả thẻ lên tàu bay luôn, ví dụ như AirAsia chẳng hạn. AirAsia đúng không? Số chuyến bay nội địa ở bên Malaysia anh thấy là hầu như là mình không phải đi ra quầy luôn, tức là mình cầm thẳng cái đó mình đi ra đến cổng an ninh luôn. Và một cái điều thứ ba nghe thì có vẻ nó hơi kỳ kỳ, đó là thân thiện với tiếp viên. Vì các bạn thường nghĩ tâm lý là mình là khách hàng, là thượng đế, nên là tiếp viên hẳn tất nhiên phải chiều lòng mình, còn mình muốn là sao thì kệ như mình. Dạng tiếp viên robot gym đó. Nhưng mà theo em thấy thì cái nghề tiếp viên là cái nghề mà họ phải làm cái công việc rất là áp lực. Điều mà mình đi lên thì nếu mà mình thân thiện với họ, chẳng hạn ra tới cửa tàu bay thì mình chào họ đi, mình chào chị, chào anh, thì tự nhiên họ cũng sẽ cảm thấy vui, cảm thấy như là được bớt được cái áp lực phần nào đó, thân thiện với nhau thì sẽ không khí chuyến bay, cái cả quan nó sẽ vui vẻ hơn. Đúng rồi, anh nghĩ không chỉ đối với tiếp viên mà trong cuộc sống ngày chúng nó chúng ta vui vẻ với người khác vui vẻ là chúng ta cả hai cùng vui, thì nói chung cái không khí nó vui vẻ. Chứ đừng có lên mà ví dụ tiếp viên thì đôi lúc thì họ cũng hơi mặt hơi nhăn một tí, nhưng mà anh nghĩ là do chắc là cũng bay mệt bay mệt, tại vì họ phải đón khách, phải phục vụ khách, phải dọn dẹp vệ sinh, rồi những cái lúc mà có nguy hiểm thì chính những người tiếp viên là những người sẽ cứu bạn, cứu mạng bạn trong những cái trường hợp như vậy. Long có một cái kinh nghiệm cá nhân như vậy, tức là khi mà mình bước lên máy bay á, là tiếp viên đứng ngay cổng chào á, là mình chào bạn và chúc bạn có một chuyến bay tốt đẹp và một ngày tốt lành. Tức là nguyên một chuyến bay người ta cứ nhìn thấy mặt mình là người ta cười. Rất là thoải mái, mình cũng rất là vui. Không, đúng cái này anh có một người bạn là tiếp viên trưởng, và bạn cũng có lần kể với anh là những lúc bạn thắc mắc tại sao bạn lên khách vào bạn tươi cười chào những người khách đó mà họ cũng không chào lại mặt họ, thậm chí có người nhìn lại như một cái gì đó lạ lùng lắm, như là chúng ta hãy cùng vui vẻ với nhau thì chuyến bay sẽ thoải mái hơn. Vâng, và tiếp theo là việc là chúng ta nên giữ nước cho cơ thể tốt bằng cách là uống đủ nước, đặc biệt là trong cái chuyến bay dài. Tại vì trong môi trường ở trên máy bay, cái da của mình rất là dễ bị khô, máy bay là chưa có đủ tạo độ ẩm như là mình đang ở dưới đây. Mà cơ thể mà thiếu nước thì rất là mệt. Cho nên các bạn phải uống nước đủ, uống nước nhiều trên máy bay, đặc biệt là trong cái chuyến bay dài. Cái chuyến bay dài thì anh thấy là thường sau ở cái khoang bếp, khoang galley sau thì thường là tiếp viên để đầy các loại nước đó, ai đi ra sau thì lấy cầm ly nước uống, cho nên là các bạn nên tranh thủ mà uống nước cho đầy đủ. Nếu như các bạn có điều kiện để các bạn dư giả tiền thì các bạn trên một số chuyến bay thì bạn có thể trả thêm tiền để ngồi cái ghế thoải mái hơn ở hàng đầu, hay là những cái hàng ghế thoát hiểm có chỗ để chân rộng rãi thoải mái hơn. Và thậm chí như một số dịch vụ như là optiontown.com, các bạn có thể mua thêm hai ghế trống ngay bên cạnh mình để các bạn có một hàng ba ghế, các bạn có thể nằm ngồi cái thứ thoải mái hơn, và tất nhiên thì giá cả phải chăng. Hoặc là đôi khi nếu mà có thừa nhiều ghế, mình có thể trực tiếp lên xin tiếp viên kiếm những cái hàng nào mà không ai ngồi, có thể xuống đó ngồi luôn cho thoải mái. Và một cái nữa cũng liên quan đến ghế ngồi, đó là dịch vụ nâng hạng ghế lên hạng thương gia. Thì hiện nay có rất nhiều hãng hàng không
và nói là rất nhiều hãng không truyền thống thì là họ cho phép bạn nâng hạng ghế từ hạng phổ thông đến hạng thương gia và phút chót khi mà đến cuối giờ mà hãng không bán được cái chỗ hạng thương gia đó, nhưng mà vẫn ráng hốt thêm chút tiền thì họ sẽ cho bạn nâng hạng ghế lên một cái bước với một mức giá rẻ hơn so với mua ban đầu hả? Đúng rồi, rẻ rất nhiều so với mua ban đầu. Nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa với mình là bị tước đi một số cái quyền lợi như là không có thêm hành lý nè, không thêm hành lý ưu tiên nè, không được vào phòng chờ nè. Nhưng mà cũng đúng thôi, nhưng mà thực ra lúc đó thì anh nghĩ là mình chỉ cần một chỗ ngồi thoải mái hơn thôi. Vietnam Airlines thì có cái tham gia cái trang mà optiontail.com. optiontail.com là cái trang mà giúp nâng hạng ghế. Có rất nhiều hãng đó, ví dụ Air India hay là Cambodia Korea có rất nhiều cái hãng trên đó. Hay là như Malaysia Airlines họ cũng có một cái dịch vụ là upgrade ghế vào giờ chót. Etihad Airways hay là Emirates cũng vậy, cũng có hết, nói chung là cái hãng rất là nhiều lựa chọn. Cái điều nữa đó là trên máy bay thì ngồi chỗ ngồi đó là hạn chế. Thành ra nếu mà khi mình đi với một cái ba lô thì để được ngồi thoải mái, em nghĩ là chúng ta nên để cái hành lý, để ba lô lên trên cái hộc để đồ, chứ đừng có ôm. Nhiều khi người có theo thói quen ôm cư cư đồ của mình nhét vào trong cái chỗ ngồi thì nó bị cản, có thể cũng sẽ ngồi được thôi nhưng mà nó không có chỗ giữ chân, đúng không? Đúng rồi. Vì thường là mọi người sẽ để đồ dưới, mọi người ngại vác đưa lên trên hộc, mọi người hay để dưới cái chỗ để chân phía dưới như phía trước. Và nó sẽ là đôi khi trong cái tình huống khẩn nguy thì chính những cái đó là cản trở cho cái đường thoát hiểm của các bạn đó. Không, thực ra cũng không có cản lắm nếu mà họ nhét sâu vào trong, nhưng mà họ sẽ làm bị mất cái không gian đấy thôi. Nhưng mà tất nhiên những cái đồ gì quan trọng thì các bạn nên ôm trong người, khi cũng là đó, những cái vật dụng là không quan trọng thì các bạn nên vứt lên trên học, cất lên trên học anh không có vứt. Và tiếp theo là gì nữa không? Vâng, và điều tiếp theo nữa đó là trong những cái chuyến bay dài thì nhiều khi cái hệ thống giải trí trên máy bay, hoặc là đặc biệt là nếu như bạn bay hàng không giá rẻ thì nó còn không có hệ thống giải trí cá nhân luôn. Thì khi đó chúng ta nên chuẩn bị những cái phương án để có thể giải trí cá nhân được trên máy bay. Ví dụ như là chúng ta có thể mang theo sách để đọc, vì trên máy bay lúc nào cũng có đèn đọc sách. Hoặc là chúng ta có thể tải trước phim, nhạc hoặc là game vào điện thoại hoặc là vào máy tính bảng sử dụng, có sử dụng chế độ trên máy bay, xong rồi chúng ta sẽ giải trí để cho bớt nhàm chán. Mà đúng là game là cái trò mà coi như là giết thời gian rất là tốt luôn. Đấy là những chuyến bay tầm trung á, không chưa nói tới tầm dài, tầm trung thì là nhiều khi giết thời gian trôi qua rất là nhanh. Một cái rất quan trọng đó là cái chuyện đồ ăn thức uống trên máy bay. Thì đối với các hãng không giá rẻ thì là như trong một cái vlog trước mà chúng tôi có nói, thì các bạn nên đặt lần trước, đúng không? Đặt lần trước để vừa sao ta? Để tránh khỏi cái tình trạng hết đồ ăn nè, và cái giá tốt hơn, giá rẻ hơn, và được combo kèm theo nước nữa, và đồ ăn hợp với mình hơn. Nhưng mà đó là với hãng hàng không giá rẻ. Còn với các hãng hàng không truyền thống thì có một dịch vụ mà có lẽ rất ít người biết, đó là các bạn đặt suất ăn theo bệnh lý hoặc là theo nhu cầu cá nhân của mình mà không tốn thêm bất cứ một khoản phí nào. Chỉ có lúc bạn đặt vé, bạn mua vé, bạn báo trước với lại nhân viên bán vé hoặc nhân viên của hãng ít nhất là 24 tiếng trước giờ khởi hành. Thì không biết là Hoàng và Long đã đặt thử những cái suất ăn này chưa? Em chưa đặt đâu, nhưng mà có nghe rồi. Có nghe nói đúng không? Là suất ăn chay cho người có cho những người mà không mang mang. Đó kìa rồi. Suất ăn chay thì ăn chay kiểu phương Đông phương Tây được hình nè. Suất ăn cho người bị bệnh tiểu đường, cái này anh đã đặt cho người nhà anh rồi. Và suất ăn ít béo, low fat, ít béo, hay là suất ăn thậm chí có những người trên thế giới họ bị những cái bệnh lý mà họ chỉ ăn được hải sản thôi, rất là khô, chỉ ăn được hải sản, không có ăn được những cái khác. Có một loại suất ăn nữa là nếu các bạn ngán tất cả các loại đồ ăn khác mà các bạn chỉ muốn ăn một cái gì nó thật là nhẹ nhàng và thanh tịnh, thì đó là cái thức ăn chỉ toàn trái cây. Cái này chắc các bạn cũng nghe lạ đúng không? Nhưng mà có một lần mình cũng đã thử, mình đi của Emirates từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dubai thì mình đã đặt suất ăn toàn trái cây thôi. Thì trong lúc mà mọi người ăn một cái khay ăn mà có cơm cái này kia thì thịt thà kia rất là ngán, lúc đó là đêm rồi. Thì riêng anh có một cái khay toàn trái cây thôi, trái cây và nói là ăn ngập mặt luôn, toàn trái cây, mà thậm chí có những cái trái cây như bưởi này kia rất là ngon, mà những cái khay khác không có cái bưởi đó rất là ngon. Và và có một điều đặc biệt nữa là khi mà các bạn đặt những suất ăn đặc biệt này thì bạn sẽ là người được phục vụ bữa ăn đầu tiên trước tất cả những hành khách khác.
Và điều cuối cùng là cuối cùng khi để có được một chuyến bay thoải mái đó là chúng ta nên chuẩn bị những cái phụ kiện để có thể tận hưởng. Cái này cái gì đây? Cái này là cái bịt mắt siêu mỏng không có cánh để cho bạn thì trong lúc ngủ thì có thể cái ánh sáng trong quang nó vẫn còn, nên là mình bịt vào để có được giấc ngủ thoải mái. Ngoài ra Long đang có một cái phụ kiện mà rất là nhiều người Việt Nam, khách Việt Nam trang bị, đó là cái gối cổ. Nhưng mà cái này hình như là đang cái này cái loại mà có thể thổi được đúng không? Dạ, đây là loại có những loại thì có cái nó được đã được làm phòng lên rồi hoặc là cái dạng gối rồi, nhưng mà cái loại nó thì không có tiện lắm, thì hình như anh thấy cái này như có thể mở thổi này thổi phòng đây được, và khi nào mà chuyến bay mà hết rồi thì bạn gấp lại ấy là gọn gàng. Trong khi anh giới thiệu cái tiếp theo để mọi người và một cái nữa thì là nếu như các bạn nào có một số chuyến bay thì là họ sẽ không, cái cách chuyến bay không giá rẻ thì họ sẽ không có mền cho bạn, họ sẽ bắt bạn mua. Ví dụ cái này mình cũng phải mua này, mà nếu được thì các bạn có thể mang cái mền cho riêng mình ha. Cái mền này cũng khá là gọn, có thể là gấp lại được, và các bạn có thể mua một lần thôi, xong rồi các bạn mua cái mền lần nó xài lại nên cũng rất là tiện. Và đó là những cái 10 điều mà mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi mà bay một chuyến bay. Và tất nhiên mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng, và nếu các bạn có những kinh nghiệm riêng của các bạn thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới cái video này để chúng ta có thể cùng thảo luận và cùng chia sẻ các kinh nghiệm đi lại với nhau. Và có lẽ thời gian cho vlog tuần này đã chưa hết, và chúc các bạn sắp tới có những chuyến đi chuyến bay đi đâu thì các bạn sẽ có những chuyến bay thật là thoải mái và an toàn. Và đừng quên nhấn subscribe vào kênh của chúng tôi trên YouTube và like fanpage của chúng tôi ở trên Facebook để có những thông tin hàng không mới nhất và thú vị nhất. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại.